Võ Hà Linh vẫn quay video ăn uống đăng YouTube dù tuyên bố dừng review ẩm thực, lời giải thích liệu có hợp lý. Trước đó, thì nữ YouTuber từng tuyên bố sẽ dừng làm mảng review ẩm thực do vướng nhiều tranh cãi. Theo đó, trên kênh YouTube của mình, Võ Hà Linh vừa đăng tải video với tiêu đề Thử thách ăn thử 1001 loại kem độc lạ siêu hot, chào hè 2023, kem cá, trứng muối, chả dứa, bắp, v.v. Võ Hà Linh đã mua rất nhiều loại kem khác nhau và cho biết bản thân cùng ekip đã cùng ăn để trải nghiệm, đồng thời tránh lãng phí. Trong video này, nhiều người nhận xét giọng điệu nói chuyện của Võ Hà Linh đã tươi sáng hơn, không còn chua ngoa và những nội dung chia sẻ cũng không chê bai hay là phán xét nhiều như trước nữa. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi nhiều nhất là việc nhiều ý kiến cho rằng nữ YouTuber lươn lẹo vẫn thực hiện video về ăn uống, dù trước đó đã thông báo sẽ dừng hẳn việc review ẩm thực. Lên tiếng về việc bị cho là đang review đồ ăn trở lại, Võ Hà Linh đã giải thích do nhân viên mua cả thùng kem về bảo quay để mọi người cùng ăn cho vui, đồng thời đây là video theo kiểu mukbang, không phải review. Mặc dù đã giải thích thế nhưng nhiều tranh luận về việc Võ Hà Linh tiếp tục làm nội dung video liên quan đến ăn uống vẫn đang được bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng cô đang đánh tráo khái niệm giữa mukbang và review. Còn các bạn thì sao? Các bạn có quan điểm như thế nào? Hãy để lại comment bên dưới cho chúng mình cùng biết nhé!